cầu trọng tài đang cho hai đội làm những thủ tục cuối cùng để hai đội có thể bước ra sân ở trong trận đấu ngày hôm nay. Xin mời các bạn, đây là thủ thành Hữu Phúc, một trong những vậy trong hiệp một trận đấu ngày hôm nay, cao thủ của Savinex Khánh Hòa đang có mặt ở trong đội hình của GF Sông Hàn là khá nhiều. Như vậy thì hiệp một của trận đấu đã được bắt đầu. Các cầu thủ trong đội hình của GF Sông Hàn đã từng thi đấu cho Savinex Khánh Hòa bao gồm Phước Hạnh, Văn Tín, Văn Sơn cùng với Đức Ti. Tình huống cắt bóng tới từ pivot Minh Tuấn. Minh Tuấn là cầu thủ đã có được hat-trick vào lưới của GFD Sông Hàn ở trận khai mạc rất nắng nóng. Cú dứt điểm từ xa và cứu thua tới từ Hữu Phúc. Phước Hạnh. Trước đó là tình huống dứt điểm của Hữu Thắng. Người cắt bóng đó là Văn Tú. Bóng vẫn còn. Được chuyền lên. Tình huống phá bóng an toàn của Hữu Thắng. Sẽ có đá biên dành cho Savinex Khánh Hòa. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống bóng mà Hữu Phúc đã có một tình huống cứu thua sau pha dứt điểm của Hữu Thắng ở pha bóng vừa rồi. Cú ra chân rất nhanh tới từ điểm đá biên đó là Khánh Huy. Dứt điểm ngay, không được. Không khó đối với Hữu Phúc. Dứt điểm ngay. Pha ra chân là của Huy Hảo. Cầu thủ ở tổ 1 của Savinex cũng đã có mặt ở trên sân. Bóng vẫn còn, chích mũi. Pha ra chân của Minh Tuấn. Bảo Phúc khoảng trống. Cú dứt điểm của Bảo Phúc, một tình huống sút bóng chéo góc. Vừa rồi thì số 8 của cầu thủ Savinex Khánh Hòa đã tung ra một cú dứt điểm có độ khó, tuy nhiên bóng lại đi không thực sự chuẩn xác. Tình huống lướt đi rất nhanh của Bảo Phúc ở khu vực giữa sân. Cắt bóng đó là Huy Hảo. Tình huống xử lý rất quái của Huy Hảo. Và đó là tình huống dứt điểm tới từ phía cầu thủ GFD Sông Hàn. Pha dứt điểm có vẻ như trượt trụ. Tuy nhiên đó lại là một tình huống bóng nguy hiểm mà Văn Trương tạo ra về phía khung thành của thủ thành Hữu Phúc ở pha bóng vừa rồi. Việc tổ 1 của cầu thủ Savinex Khánh Hòa quay trở lại sẽ là nguy hiểm tiềm ẩn đối với khung thành của thủ thành Duy Bình. Điều chuyền và dứt điểm của Văn Tú rất đáng tiếc. Đã có điểm chạm được tạo ra, tuy nhiên cú dứt điểm của Văn Tú không thực sự chuẩn xác. Khắc Chí, Văn Tú. Khắc Chí, Văn Thanh. Đã có bàn thắng và là không ai khác, lại là Minh Tuấn. Vẫn là Minh Tuấn, người đã gieo sầu cho các thủ GFD Sông Hàn ở lượt đi với 3 bàn thắng. Và lần này Minh Tuấn tiếp tục tỏa sáng ở lượt về. Tình huống bỏ bóng tới từ Phan Khắc Chí. Cú dứt điểm của Trần Văn Thanh ở nhịp thi đấu thứ 3 thì Duy Bình đã có một tình huống phản xạ tốt. Tuy nhiên thì Minh Tuấn rất nhanh với một tình huống chớp thời cơ. Một tình huống vẩy má ghi bàn tới từ pivot số 9 của cao thủ Savinex Khánh Hòa và tỷ số được mở cho trận đấu ngày hôm nay 1-0 dành cho đội khách. Bắt căng của Thái An từ khu vực giữa sân, lỗi thuộc về Hữu Phúc và tình huống tranh chấp với đội trưởng Phước Hạnh. Một tình huống phạm lỗi nguy hiểm tới từ thủ thành bên phía các cầu thủ Savinex Khánh Hòa. Tình huống được coi là cao chân của Hữu Phúc. Tình huống ra vào rất nhanh tới từ Hữu Phúc. Tuy nhiên là tình huống cắt bóng vừa rồi, đó là một pha cắt bóng nguy hiểm. Người đang nằm sân đó là đội trưởng Phước Hạnh bên phía cao thủ GFD Sông Hàn. Pha va chạm khá mạnh. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng mà Pidang Thái An đã đưa ra cú dứt điểm. Sau đó là tình huống phản công nhanh tới từ phía cao thủ GFD Sông Hàn. Như vậy là một thẻ vàng đã được rút ra dành cho thủ thành bên phía cầu thủ Savinex Khánh Hòa. Vẫn là Thái An rất khỏe. Cơ gây không được. Pha ra chân tới từ số 4 của cầu thủ Savinex.
Dứt điểm ngay, cơ gôi, bóng chạm vào chân cột dọc và đi ra ngoài. Cú dứt điểm tới từ thủ thành bên phía cầu thủ ghép siêu hàn. Dứt điểm ngay tới từ cơ gôi. Hai cú dứt điểm liên tiếp của số 4 bên phía Savanex Khánh Hòa. Văn Tú dọc biên. Dứt điểm ngay tới từ Phan Khắc Chí và bóng đã đúng trúng vào điểm nối giữa xà ngang và cột dọc. Thêm một tình huống dứt điểm ở góc hẹp tới từ đội trưởng của cầu thủ Savanex. Lần này cú dứt điểm là chính xác hơn. Cú đá từ xa tới từ vị trí của Hữu Phúc. Chúng ta cùng xem lại pha bóng mà Phan Khắc Chí đưa ra một cú dứt điểm bằng chân trái rất nguy hiểm. Đội trưởng của Phước Hạnh, cú dứt điểm rất nguy hiểm, pha ra chân tới từ Duy Bình và tình huống chơi bóng tập trung tới từ thủ thành Hữu Phúc. Đường truyền là của Phước Hạnh. Cú ra chân rất căng. Đã qua được vị trí của Văn Tú. Dứt điểm ngay! Và đó là Minh Tuấn. Một cú đúp dành cho pivot số 9 của cầu thủ Savanex Khánh Hòa. Chơi 5 cầu và GF Ni Sông Hàn đã kiểm soát bóng không tốt. Họ vừa dính đòn hồi mã thương. 2-0 dành cho Savanex Khánh Hòa ở những phút thi đấu cuối. Tình huống can thiệp tới từ Hồ Văn Tú. Và Minh Tuấn đã có được cơ hội. Phan Văn Trường sẽ đối mặt với thủ thành Hữu Phúc. Văn Trường đã có bàn thắng dành cho GFD Sông Hàn. Chủ nhà GFD Sông Hàn đã có được một bàn thắng rất quý vào lưới của Savanex Khánh Hòa ở mùa giải năm nay và trong trận đấu này. Thời gian vẫn còn dành cho các cầu thủ chủ nhà. Tỷ số được rút ngắn xuống 1-2. Thời gian còn lại là 7 giây. Hữu Phúc đường truyền lên. Tình huống bóng bổng. Như vậy là hết giờ. Trận đấu đã kết thúc với các cầu thủ ghép đi Sông Hàn. Thêm một trận thua nữa trước cầu thủ Savanex Khánh Hòa. Một trận đấu mà cầu thủ đội khách đã làm khá tốt ở trong ngày thi đấu hôm nay để có thể giữ vững vị trí thứ nhì của mình ở trên bảng xếp hạng.